Xin chào anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Thì video hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Vios khá đặc biệt, nằm trong khuôn tiền của rất nhiều anh chị và các bạn đang hỏi mua. Đó là với tầm giá dưới 300 triệu 2014. Thì đối với dòng Vios nó sẽ có 4 phiên bản: bản Limo, bản G, bản E và bản G. Thì chiếc xe này thuộc bản G nhé, bản G máy 1.3. Nhưng tuy nhiên thì nó sẽ vẫn có đủ bóng khí, la răng đúc và rất nhiều option, gần như đủ so với bản E nhé. Đó, nó chỉ thua kém về máy 1.3 thôi. Đó, và hơn so với bản Limo rất là nhiều. Bản Limo thì nó là bản thiếu hẳn, bản bán theo lô. Còn chiếc xe này thì là thuộc dòng bản G nhé, máy 1.3 và vẫn là la răng đúc theo xe nhé. La răng đúc theo xe khi nó... La răng đúc theo xe là như thế nào? Tức là khi anh chị và các bạn mua mới thì nó đã có đủ bộ la răng đúc 4 quả giống như bản E rồi. Chiếc xe này nó thua kém bản E, đó là không có đĩa sau. Đó, không có đĩa sau nhá. Con xe này em đã dọn dẹp sơn gầm chống gì, bắn tỉa sơn và đánh bóng cả xe rồi. Chiếc xe này thì không qua taxi dịch vụ. Đó, cửa hàng em thì cũng đã từ trước đến nay thì không làm bản G và bản Limo. Tuy nhiên thì em thấy một chiếc xe này thì nó cũng khá đặc biệt, nó cứng xe, máy móc gầm bại rất là tốt, nên là em đã lấy chiếc bản G này. Đấy, không taxi dịch vụ nhá. Đây, toàn bộ táp lô và táp ly này. Đây, táp ly nhá. Nếu dịch vụ nó sẽ khoan ở táp ly sau này, khoan một lỗ rất là to luôn, nó sẽ đâu đó bằng khoảng ngón tay út này. Đó, và đặc biệt là nếu có che đi thì nhìn kỹ sẽ thấy, bởi vì là nó sẽ có những cái đường vân da thế này. Đó, nếu khoan ở khu vực này. Đây, khu vực này. Đây, những cái phần này thì đây, anh chị và các bạn có thể thấy không hề khoan đục dịch vụ taxi nhá. Keo chỉ zin. Nội thất màu đen nhá, bản E thì nó sẽ là nội thất màu vàng. Đây, không có cái viền đeo màu nhá. Đây, nó sẽ có một cái viền vành viền bám từ bên này sang bên kia nếu mà không khoan. Còn nếu khoan thì nó sẽ có lỗ, còn không khoan nó sẽ có một cái vành inox bám để bám màu. Như con này thì không có nhá, không hề có. Đây, khóa cửa đây. Toàn bộ keo chỉ cột kèo zin. Đấy, keo chỉ cột kèo zin và ghế bên phụ này. Đấy, da ghế rất là đẹp. Đấy, ngoài ra thì nếu taxi dịch vụ nó sẽ khoan ở cột này nữa. Đó, ở cột này nữa. Và ở táp lô trước đầu gối này nữa. Đó. Tuy nhiên thì chiếc xe này đây. Là táp lô đây. Đặt đồng hồ, nhưng chiếc xe này thì không taxi dịch vụ, khá là cứng, máy số chạy cực tốt luôn, và đặc biệt là độ full đồ chơi, màn hình Android, cam hành trình, đề nổ start top. Đây là toàn bộ hệ thống cửa số đây, hệ thống phanh tay. Đấy, với tầm khuôn tiền mà 298 triệu, là bao gồm cả phí rút hồ sơ, thì để chọn một chiếc xe Vios mà form dáng của 24, một chiếc xe đẹp, rất là ít. Nếu để mà một chiếc xe bản E nhá, bản E máy 1.5 mà với cái tầm tiền 300 quay về, chắc chắn là xe lỗi hoặc dịch vụ taxi. Nhưng khi chúng ta đổi xuống lấy một chiếc xe mà máy 1.3, đấy, máy 1.3, thì có thể là chọn một chiếc xe thì như chiếc xe này là nó sẽ không dịch vụ taxi nhá. Không taxi dịch vụ, không lỗi, đổi lại chúng ta sẽ được không lỗi. Đó, chỉ thua thiệt là máy 1.3 thôi. Đấy, anh chị và các bạn có thể cân đối nhé. Cân đối. Đấy, nếu mà với cái tầm tiền thì một vài cửa hàng khác hay là ở ngoài thị trường thì vẫn có bản E. Nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ là xe lỗi hoặc là xe dịch vụ taxi, bởi vì là riêng bản E nhé. Bản E số sàn 1.5, cửa hàng em mua vào đã 300 và trên 300 triệu rồi. Đấy, chưa tính là lắp màn hình cam lùi, sơn gầm chống gì, dọn dẹp và đánh bóng nữa. Đây, toàn bộ nội thất này. Con này thì đây, khóa cửa đây. Toàn bộ ốc cột kèo nhá, kéo chỉ. Đấy, nó là bản G. Nên là em sẽ quay kỹ một chút để anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân đối. Đây, trần nỉ nguyên. Đấy, đồ chơi thì full hết rồi. Đấy, đây, nút điều chỉnh gương này, vẫn còn rất là nét. Táp ly đây. Để em quay về phần máy cho anh chị và các bạn nữa. Đây, xin nhận gương này, có bóng khí trên vô lăng nhá, bóng khí ấy. Đây là toàn bộ khoang máy.
Đó, toàn bộ đầu răng đây. Ốc lắp cabo. Và toàn bộ keo chỉ zin nhé, keo chỉ zin luôn. Toàn bộ keo chỉ đây. Ốc lắp cabo này. Đó, mặt máy đây. Đó, vẫn là 4 máy nhá, vẫn là 4 máy. Đấy, em đã dọn dẹp và sơn gầm chống rỉ dọn dẹp rất là kỹ rồi. Đấy, với tầm khuôn tiền, à con này con độ cả đèn bi đây. Độ cả đèn bi. Rất nhiều đồ chơi cho chiếc xe này, cam hành trình, cam lùi, màn hình Android. Đấy, form đẹp 2014 mà giá của nó chỉ nằm ở khuôn 298 triệu. Vậy thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Vios Z 2014 máy 1.3. Và với tầm giá 298 triệu là hồ sơ cầm tay. Em đã rút hồ sơ rồi. Đấy, nếu anh chị và các bạn có nhu cầu về chiếc xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.